Ngay xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này, Ngói sẽ quay và gửi tới quý vị một hai căn nhà xây mới, nhà thiết kế 4 tầng, diện tích 35 m², hướng nhà là hướng Đông Nam, nằm ở trên mặt ngõ nhà nước, cách 50 m là ra tới trục chính đường ô tô to, vị trí thuộc Hà Đông, Hà Nội. Với cái căn nhà này thì xung quanh ngập tràn tiện ích, gần với gì ạ? Gần Đại học Phenica, gần ngã tư Lê Trọng Tấn, gần bến xe Yên Nghĩa, thuận tiện giao thương cho quý vị đi lại, đi làm ở Hà Đông, đi làm ở Nguyễn Trãi Thanh Xuân, đi làm ở Tố Hữu Lê Văn Lương kéo dài, hoặc quý vị đi làm ở Chương Mỹ gần với cục trục đường quốc lộ 6, xung quanh ngập tràn tiện ích chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2. Và không cần chần chờ gì nữa, mời mọi người theo em vào khám phá cụ thể ngôi nhà. Với căn nhà, mặt tiền của ngôi nhà được 3m2, thiết kế của ngôi nhà 35m, cửa chính hai lớp cửa, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện, bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Căn nhà thiết kế 35m hiện đại, phòng khách đặt ở trên phía tầng 2, tầng 1 chỉ để khu vực để xe riêng và phòng bếp riêng thưa quý vị. Đây là phần khu vực để xe của ngôi nhà. Toàn bộ phần hoàn thiện ngôi nhà này đã xong hết 100%. Theo đúng như hiện trạng, quý vị chỉ việc dọn đồ về ở ngay thôi thưa quý vị. Và căn nhà này thì giá chào bán hơn 2 tỷ một chút, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Và với cái phần ngân hàng thì hiện tại là, nếu như mà để mà nói trong cái phần hỗ trợ cho quý vị thì mua nhà đang là lãi suất thấp nhất, thời gian được vay dài hạn nhất nha mọi người. Cho nên là mọi người đừng bỏ qua cái thời cơ này, bởi vì lãi suất hiện tại của ngân hàng bây giờ chỉ có khoảng tầm 6.5 đến 7% thôi thưa mọi người. Kia là phần để xe, đây là phần không gian phòng bếp. Căn nhà thoáng trước, thoáng sau, cửa sổ thông thoáng, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện đều đã được lắp đặt cho quý vị đầy đủ. Màu sơn chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng, gạch lát nền, vân đá, kích thước gạch 60-60. Căn nhà này thì với cái phần trả trước, quý vị có thể trả khoảng tầm 700 đến 800 triệu tiền mặt, là phần còn lại quý vị có thể được ngân hàng hỗ trợ vay dài hạn nhất tối đa 30 năm nha. Đây là phần phòng bếp của ngôi nhà với phần tủ bếp thiết kế hoàn toàn là tủ gỗ, phụ kiện lắp đặt đầy đủ xong xuôi. Xung quanh bếp, ốp bếp ở đây là ốp gạch, mặt bếp ốp đá granite, hồ sơ điện, hồ sơ nước lắp đặt xong hết. Ở đây thì có hai căn và vẫn còn hiện tại, tại thời điểm ngoài anh quay là vẫn còn cả hai căn cho quý vị nhé. Và với thiết kế tầng 1 thêm một phòng vệ sinh đáp ứng nhu cầu sử dụng ở phía dưới tầng 1 của ngôi nhà, giá bán của ngôi nhà này cực kỳ là hợp lý với cái phân khúc diện tích rộng, giá rẻ đấy mọi người ạ. Tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 của ngôi nhà, thiết kế là toàn bộ là gỗ, mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá granite. Như vậy ngồi đã review cụ thể cho quý vị từ tầng 1 ở phía ngoài cửa hết tầng 1 rồi. Mời người theo em lên khám phá tầng 2 của ngôi nhà. Trên phía tầng 2 của ngôi nhà, thiết kế công năng sử dụng cho quý vị là một phòng khách. Phòng khách đặt ở trên phía tầng 2 này là đang là xu hướng mới nhất của xây nhà bán hiện tại mọi người ạ. Bởi vì là cái phần phòng tầng 1 ý, thì để riêng, để xe này, để được phòng bếp riêng và phần phòng khách đặt ở trên phía tầng 2 này rất là hợp lý. Mà cái công năng sử dụng thì vẫn không hề thiếu của ngôi nhà. Cửa sổ thoáng trước thoáng sau, hệ thống trần thạch cao. Ở đây là kệ tivi và phần phòng khách thì được chủ nhà ốp cho quý vị. Ở đây là một cái vách nano PVC. Ngăn cách giữa phần phòng khách cầu thang là một tủ kệ CNC ở đây. Trang trí nói chung là thiết kế phù hợp công năng, đáp ứng đúng với cái nhu cầu của sử dụng của một hộ gia đình, hợp lý, giá bán vừa phải. Và quan trọng nhất là nhà nào cũng sổ đỏ chuẩn chỉnh, pháp lý chuẩn chỉnh, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Đây là phần phòng ngủ đầu tiên ở phần tầng 2, hướng ra phần mặt ngõ. Căn nhà này với hướng nhà là hướng Đông Nam mọi người nhé. Cửa sổ hai lớp thiết kế đầy đủ, ống chờ, dây chờ, át chờ, điều hòa lắp đặt xong hết. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, màu sơn chủ đạo là màu trắng. Cửa thông phòng, cửa nhà vệ sinh thiết kế là cửa nhôm. Và ngoài ra tầng 2 thiết kế cho quý vị công năng sử dụng một phòng vệ sinh. Đây, phòng vệ sinh đầy đủ bồn cầu, rồi đầy đủ hệ thống sen tắm nóng lạnh. Và phần phòng vệ sinh thì được chủ nhà ốp 30-60 gạch lên trên tới 2/3 trần, rất là sạch sẽ. Màu sắc cũng rất là nhã nhặn. Một ngôi nhà giá rẻ, cách với đường ô tô chỉ 50m mà diện tích 35m2, tương đối là
hợp lý mọi người nha. Mời người theo em lên tầng 3 của ngôi nhà nhé. Và hiện tại Ngọc Ánh đang đứng ở phần tầng 3 của ngôi nhà. Trên tầng 3 thiết kế cho công năng sử dụng quý vị như sau. Tầng 3, hai phòng ngủ thoáng trước, thoáng sau, cầu thang giữa, phòng vệ sinh ở giữa. Tầng 3 đây, phòng ngủ ở phía bên ngoài đấy mọi người ạ. Đó, ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa. Các nhà này nằm ở trong khu dân cư đông đúc, xung quanh ngập tràn tiện ích, cách với chợ dân sinh 200 m, cách với trường mầm non tiểu học 600 m. Nói chung tiện ích ngập tràn giao thương. Ví dụ như mà quý vị có cho con cái đi học thì các bạn ấy có đi bộ cũng vẫn là ok. Đây, phòng vệ sinh sử dụng ở phần tầng 3. Giá bán cụ thể thì em sẽ để ở dưới phần miêu tả cho quý vị. Còn cái căn nhà này thì thực tế là giá chỉ hơn 2 tỷ một chút thôi. Rất chi là hợp lý. Phòng vệ sinh ở phía bên trong. Cửa sổ thông thoáng mọi người ạ. Ở đằng sau nó còn khoảng một khoảng đất lưu không, cho nên cửa sổ này mở ra nó là thoáng vĩnh viễn nha mọi người. À, tất cả ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa đều được lắp đặt đầy đủ. Căn nhà vuông vắn, không lỗi phong thủy, không thoát hậu, cho nên quý vị hoàn toàn yên tâm. Cũng như là phần kê đồ kê đạc rất chi là hợp lý nhé. Mọi người theo em lên tham quan tầng cuối cùng của ngôi nhà. Và với tầng 4 của ngôi nhà thiết kế công năng sử dụng cho quý vị. Một ô giếng trời để lấy ánh sáng xuống khu vực cầu thang ở trên phía tầng 4. Tiếp theo, một khu vực để máy giặt riêng. Đây. Ống chờ sàn thoát nước, đầu cấp nước, một phòng riêng. Phòng này thì quý vị có thể làm phòng thờ, phòng làm việc tùy mục đích công năng sử dụng của mỗi một hộ gia đình. Đó, quý vị có thể nhìn dân cư trước và sau. Phần còn lại một sân phơi rất là rộng. Nói chung là một căn nhà thiết kế hài hòa, công năng sử dụng hợp lý, giá bán ở với cái phân khúc hiện tại thì rất là rẻ rồi. Cả nhà và đất có cái giá như thế. Mọi người muốn tìm hiểu, biết thêm thông tin chi tiết cụ thể, vui lòng liên hệ trực tiếp Ngọc Ánh Nhà Tốt theo số điện thoại ở phía trên màn hình để có thể được đi xem nhà, được tư vấn và chọn lựa cho mình căn nhà ưng ý nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.